Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngộng thân mến. Trước khi vào tập 158 của ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thì hiện tại bản dịch của Độc Bộ Thiên Hạ thì nói chung là vẫn bình thường, thế nhưng mà thi thoảng nó cứ xen kẽ những cái chương dịch convert thì rất là khó đọc. Khánh Duy phải vừa dịch vừa đọc, vừa sắp xếp lại câu chữ nên tiến độ nó không được nhanh được. Và đôi khi câu chữ nó không được mà mượt mà, nghe không được xuôi tai, dẫn đến là Khánh Duy đọc, diễn đọc cảm xúc nó không được lượt là cho lắm. Thì các bạn hết sức thông cảm. Chúng ta vẫn nghe để câu chuyện nó không bị gián đoạn, và cũng thông cảm cho Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngộng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 158 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình. Sau khi nghe xong chuyện, các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ 158 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, thần đăng hay còn gọi là nguyên thần đăng là một loại thủ đoạn mà một số thánh địa hùng mạnh thường dùng, lấy hơi thở nguyên thần của các nhân vật trọng yếu luyện chế mà thành, cung phụng ở trong điện phủ. Người chết thì đèn tắt, nếu như vu sĩ tử vong, nguyên thần đăng sẽ tắt, nếu vu sĩ còn sống thì thần đăng sáng rõ. Bên trong hoàng cung Thánh Ung hoàng triều, tự nhiên có hai người nguyên thần đăng của bản Tiên Nhi và bản Sơn Điện Hạ. Giờ phút này hai người nguyên thần đèn đã tắt, dẫn đến một chấn động lớn cỡ nào đây. Ung hoàng không thích nữ sắc, thời gian kế vị đã được 5.000 năm. Thời gian 1.000 năm gần đây nhất, do một số hiền thần khuyên bảo mới lưu lại con nối dòng của chính mình, trong đó xuất sắc nhất đó là bản Tiên và bản Sơn. Hiện giờ con trai và con gái mà y kỳ vọng đều đã toi mạng, trong lòng ung hoàng tức giận như thế nào thì có thể biết được. Sau một lát, Chín Hoàng và Pháp Hoàng nghe tin tức đều đến bái kiến ung hoàng. Bệ hạ, giết vị điện hạ tất nhiên chính là người trong kim thuyền kia, người đã giết tam tôn phân thân của chúng ta. Không lâu sau khi bản Sơn điện hạ kêu gọi thần, ở đó không phải là huyền u thế giới nên thần chỉ có thể lấy đỉnh cao nhân hoàng phân thân giáng lâm, thế cho nên không thể cứu trợ hai vị điện hạ. Pháp Hoàng cũng trầm giọng nói, lúc ấy vị trí địa phương của bọn họ sung mãn khôn cùng ba tuần ma khí, dường như là hàng cổ ma vực thì phải. Chiến Hoàng gật đầu nói, nghe nói hai vị điện hạ, bản Tiên và bản Sơn lần này vội vã ra đi, bên trong bảo khố của Thánh Ung hoàng triều ta đều lấy những mảnh tàn phiến của giao chỉ thiên thuyền, hẳn là phát hiện ra tung tích của chiếc giao chỉ thiên thuyền kia, tính toán dùng hơi thở của thiên thuyền tàn phiến tập trung để dò tìm thiên thuyền. Do đó có thể chiếc bảo thuyền này rất có thể là đã có dấu vết rồi. Chẳng lẽ là hai vị điện hạ tới hàng cổ ma vực bị cao thủ ma vực hạ độc thủ hay sao? Pháp Hoàng khẽ nhíu mày nói, giao chỉ thiên thuyền chính là giao chỉ kim mẫu tạo thành, mà đại ung kim thuyền đều là lấy cấu tạo mảnh vỡ của chiếc thuyền này suy diễn mà tạo thành ra. Thuyền này có thể tùy ý xuyên qua mọi hư không, đi lại không có tung tích. Theo cách nhìn của thần, hơn phân nửa là thiên thuyền lái vào phạm vi hàng cổ ma vực, lúc này mới lọt vào trong cường nhân ma vực đánh chết. Lúc ấy bên người tiểu tử áo lam kia đích xác đứng một gã nhân hoàng hoàng tộc già la, có thể xác định là các thủ hàng cổ ma vực không thể nghi ngờ được. Hằng cổ ma vực sao? Ông Hoàng hừ lại một tiếng, cười lạnh nói, đây chỉ là tiểu tử áo lam kia cố ý bày binh bố trận, cố ý khiến cho chấm cho là hắn đến từ hằng cổ ma vực. Nhưng hắn không giấu giếm được chấm, bên trong hằng cổ ma vực không có yêu tộc, mà bên cạnh hắn
vẫn còn có nữ tử yêu tộc kia, còn có một con viễn cổ cự thú. Hắn muốn cho Trẫm và hàng cổ ma vực khai chiến, quá coi thường trí tuệ của Trẫm rồi. Người này tất nhiên là một đại vu nhân tộc, hơn nữa to gan lớn mật, giờ phút này đã đến bên trong thế giới huyền minh của ta. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng liếc nhau, trong lòng cả kinh. Ung Hoàng thản nhiên nói: lá gan của hắn quá lớn, giết Tiên Nhi và Sơn Nhi, rõ ràng còn có ý đồ chiếm Vạn Long Bảo Ấn. Vạn Long Bảo Ấn này chính là Trẫm tự mình luyện chế, bên trong có một khối cấm pháp phân thân của Trẫm, và Trẫm vẫn duy trì hơi thở cảm ứng được. Hắn ầm ầm đứng dậy, mắt lung linh thâm thúy nhìn về phía xa xa, điềm nhiên nói: Vu Hoàng giận dữ, triệu thây người nằm xuống. Trẫm trong lúc giận dữ giết sạch Thương Thiên, con trai con gái của Trẫm bị giết, Trẫm chẳng những muốn giết hắn, Trẫm còn muốn đến chỗ thế giới của hắn ta, tru sát hết thảy mọi người, đem tất cả những người này chôn cùng Tiên Nhi và Sơn Nhi của Trẫm kìa. Bệ hạ, xin hỏi giờ phút này tiểu tử kia ở nơi nào? Pháp Hoàng vội vàng lên dò hỏi. Ung Hoàng vươn người đứng dậy, một bước 10 vạn dặm, hướng nơi phương vị Diệp Húc đi đến. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng vội vàng đuổi theo. Đột nhiên Ung Hoàng khẽ ổ lên một tiếng, dừng bước lại. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng phương vị Vạn Long Bảo Ấn. Đột nhiên sắc mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Ngay vừa rồi hắn cảm ứng cùng với Vạn Long Bảo Ấn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mất đi tung tích của Diệp Húc. Không ngờ có thể ngăn cản liên hệ giữa Trẫm và Vạn Long Bảo Ấn. Trên người này khẳng định có một kiện trọng bảo. Tuy nhiên nếu hắn ở bên trong huyền u thế giới thì đừng mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay của Trẫm được. Trong lòng của hắn tức giận tới cực điểm. Giết con gái hắn chính là thiếu niên áo lam kia, hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng. Không ngờ nhận thấy được hắn cảm ứng cùng với Vạn Long Bảo Ấn, đúng lúc đem cái bảo ấn này giam cầm phong ấn, khiến hắn không thể nào sưu tầm chuẩn xác vị trí của đối phương. Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi. Ung Hoàng tâm niệm vừa động, đột nhiên một cái hình cầu thật lớn trong hoàng cung Thánh Ung Hoàng Triều bay ra, bay nhanh vào khoảng không phía trên ba vị vua hoàng, giống như một viên tinh cầu cực lớn vậy. Đây là một cấm bảo, chính là do khai quốc vua hoàng Thánh Ung Hoàng Triều sở luyện. Hỗn Thiên Nghi, thượng huyền u thế giới, sông núi địa lý rõ một trước mặt, giống như tấm bản đồ mà Diệp Húc có trong tay do Tăng Hoàng sở luyện. Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ kia có cách làm khác nhau, thế nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chúng đều là một kiện trọng bảo dùng để thống trị thế giới. Tuy nhiên, cái khác nhau chính là Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ liên tiếp thế giới vu hoang, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, cũng tức là hoàng khí trong huyền hoàng khí. Có thể ở bên trên bản đồ nhìn thế giới vu hoang, đem thế giới vu hoang thay đổi lớn nhỏ, từng cọng cây ngọn cỏ, hết thảy phản ánh bên trong bản đồ rất là trực quan. Mà Thánh Ung chú Thiên Nghi này thì huyền khí liên tiếp trong huyền u thế giới, chú trọng hơn suy diễn suy tính, suy diễn nhất cử nhất động sinh linh trong huyền u thế giới, tính toán theo công thức thiên. Trừ cái đó ra, hai kiện bảo vật còn có một chỗ bất đồng. Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ thì không có bất kỳ u lực gì, mà Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi lại còn là một kiện cấm bảo, có được uy năng vô cùng mênh mông. Chỉ cần ở trên Hỗn Nghiên Thiên Nghi suy diễn ra nơi phương vị, chỗ kẻ thù, trực tiếp thúc dục Hỗn Thiên Nghi, uy năng cấm bảo này liền sẽ trực tiếp giáng lâm, đem đối phương đuổi giết. Trên đỉnh đầu ông hoàng, từng cỗ tinh khí như trụ ầm ầm ngót vào bên trong cái cấm bảo này. Chỉ thấy trên mặt Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi, địa lý sông núi lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn, bắt đầu điên cuồng suy diễn. Một đám gương mặt thật lớn từ mặt ngoài kiện cấm bảo này thoáng hiện mà qua. Đột nhiên, trên Hỗn Thiên Nghi hiện ra một con kim thuyền, một bức họa đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng. Đó là tình hình Diệp Húc giết bản Tiên Nhi. Ở huyền u thế giới, không ai có thể trốn thoát tai mắt của Trẫm được. U Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thúc giục Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi. Chỉ thấy Diệp Húc tới lên cửu đại ma tộc Vu Hoàng phân thân, thúc giục cửu đỉnh, đem Vạn Long Bảo Ấn chấn áp, lập tức tru sát bản Tiên. Ung Hoàng mặt sắc càng thêm âm trầm. Chu Thiên Nghi liên tiếp huyền khí của huyền u thế giới suy diễn không ngừng, đã thấy sau khi Diệp Húc tru sát bản Tiên Nhi, Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển cũng tàn sát cao thủ Thánh Ung Hoàng Triều. Nhiều nhân hoàng cấm pháp phân thân ác thân bị Hạo Thiên Khuyển thu vào phong thần bảng, hóa thành thần trong bảng, tăng cường uy năng của phong thần bảng. Mà nhân hoàng phân thân tất bị Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển hai tên này cắn nuốt. Thật to gan. Mặc dù là Chiến Hoàng và Pháp Hoàng nhìn thấy tình hình này cũng nhịn không được nữa, nổi trận lôi đình, lửa giận ngập trời. Phía trên Thánh Ung Pháp Thiên Nghi hiện ra những hình ảnh kế tiếp. Sau khi Diệp Húc tru sát bản Tiên Nhi, thu được Đại Ung Kim Thuyền, lập tức tới lên một tòa thần lô. Trong thần lô, một vòng lửa đỏ thái dương hừng hực cháy đốt. Chỉ thấy hắn đem Vạn Long Bảo Ấn
Đại Ung Kim Thuyền hết thảy bỏ vào trong thần lô, rồi tất cả biến mất ở chỗ sâu trong vòng thái dương kia. Hóa ra là thần lô này trấn áp Vạn Long Bảo Ấn của trẫm. Ung Hoàng mặt không chút thay đổi, chỉ thấy tấm hình hiện ra trong Hỗn Thiên Nghi. Diệp Phúc thuận tay đem bản Tiên Vũ Nhi Vu Hoàng phân thân giao cho một thiếu nữ thanh tú, nó nói mấy câu gì đó. Cô gái kia thu một kiện cấm bảo hình dáng tranh vẽ. Mấy người kia lúc này rời khỏi vị trí của bọn họ, hướng chỗ sâu trong huyền u thế giới bay đi. Rốt cục có thể xác định tung tích con kiến này. Chiến Hoàng bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lại vào lúc này, ở bên trong Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi, thiếu nữ thanh tú kia đột nhiên ngẩng đầu hướng ba người Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng nhìn đến. Ung Hoàng trong lòng cả kinh, chỉ thấy cô gái kia ánh mắt xanh thẳm sâu như vực, dường như có thể xuyên thấu qua Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi nhìn đến ba người bọn họ. Trong đồng tử của nàng đột nhiên hiện ra vô số phủ văn, vô số ký hiệu, dường như đang suy diễn cái gì đó. Đột nhiên bàn tay tinh tế trắng mốt của nàng nhẹ nhàng man động, chỉ thấy một bức họa cuộn tròn mở ra che khuất hình ảnh Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi. Chú Thiên Nghi lập tức lại hóa thành hỗn độn, hoàn toàn đã không còn tung tích Diệp Húc và đám người. Yêu nữ lợi hại, khá lắm. Ung Hoàng tức giận, vô cùng tức giận mà cười, điềm như nói. Trên người yêu nữ này tất nhiên cũng có một cấm bảo có thể tính toán theo công thức thiên cơ. Giờ phút này nàng ta nhận thấy được chúng ta suy tính vị trí của bọn hắn, bởi vậy mới đưa bảo vật này thế lên che lấp thiên cơ. Tuy nhiên tu vi của nàng ta không đủ. Nếu chấm muốn nhìn ba đại vua hoàng ta liên kết suy diễn thiên cơ, nàng làm sao có thể cản trở hết thảy ba vị vua hoàng được đây? Pháp Hoàng và Chiến Hoàng nghe vậy lập tức liền động thủ. Hai vị vua hoàng khoanh chân ngồi xuống, đỉnh đầu đều tự tế lên một đạo tinh khí nhảy vào bên trong Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi. Chỉ thấy Hỗn Thiên Nghi trong cảnh tượng hỗn độn dần dần trở thành nhạt, hình ảnh mơ hồ xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên hình ảnh lần này lại mơ hồ không chừng, hơn nữa hình ảnh toát ra khi thì xuất hiện hình ảnh của Diệp Húc và đám người, khi thì lại nhảy đến những người khác, thậm chí ngẫu nhiên hiện ra bóng dáng của ba vị Ung Hoàng. Đây là do Phượng Yên Nhu tế lên Hà Đồ, dựa vào uy năng của Hà Đồ mơ hồ che đi thiên cơ, quấy nhiễu Thánh Ung vận hành Thiên Nghi. Sư huynh, tu vi của muội chỉ sợ không thể chống cự được bao lâu, sẽ bị ba đại vô hoàng kia thấy được tung tích của chúng ta kìa. Ở bên cạnh Diệp Húc, Phượng Yên Nhu chân mày cau lại, có vẻ cố hết sức hạ giọng nói. Bọn họ cần suy diễn toàn bộ thiên cơ huyền u thế giới, mà muội chỉ cần thiên cơ mơ hồ che mấy người chúng ta thôi. Dù vậy muội cùng bọn chúng chênh lệch vẫn là quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đến nửa canh giờ sẽ hao hết tu vi. Không sao. Diệp Húc bàn tính một chút, mỉm cười nói. Gần nửa canh giờ vậy là đủ rồi. Yên Nhu, muội là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nếu không kiên trì nổi cũng không cần miễn cưỡng. Cùng lắm thì chúng ta điều khiển giao chỉ thiên thuyền trực tiếp rời khỏi nơi đây là được. Già La Minh Tôn nghe được ba vị vua hoàng đang diễn tính tung tích của bọn hắn, chỉ cảm thấy xương cốt đã mềm thêm vài phần, cả kinh, cả người vẩy thành từng mảnh dựng thẳng lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, mơ hồ cảm thấy ba vị vua hoàng kia bất cứ lúc nào cũng có khả năng giáng lâm đuổi giết hắn thành cặn bã. Hắn run giọng nói. Chủ công, chúng ta giờ phải đi đâu đây? Hạo Thiên Khuyển cũng sợ nổi cả da gà, bị ba vị đại vua hoàng nhìn thẳng, mặc dù là con chó này cũng khó có thể tùy tiện giống như trước được. Tam đại vua hoàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng đuổi giết tới, bọn họ vẫn còn lững thững ở trong sân huyền u thế giới. Đây cũng không phải là kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, rõ ràng là muốn tìm chết. Nơi chúng ta muốn đi tất nhiên là hoàng thành của Thánh Ung Hoàng Triều rồi. Diệp Húc khẽ mỉm cười nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một tòa thành to lớn xuất hiện ra ở trước mặt bọn họ. Tòa thành này phong cách cổ xưa, tang thương, hẳn là có mấy vạn năm lịch sử. Trên tường thành vết máu loang lổ, hiển nhiên nơi đây đã trải qua chiến đấu, không biết có bao nhiêu cường nhân đã chết ở nơi đây. Ba đại vua hoàng Thánh Ung Hoàng Triều giờ phút này không ở trong hoàng thành trấn thủ, đây là cơ hội trời ban cho chúng ta. Hai mắt của hắn bắn ra tinh quang lóe lên rồi cười nói. Không nhân cơ hội này cướp sạch của cải hoàng triều tích lũy 8 vạn năm, chẳng phải là phung phí của trời hay sao? Sao? Cướp sạch Thánh Ung Hoàng Triều sao? Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển nghe thấy lời này lập tức quên hết những lo lắng ban đầu, hưng phấn đến phát run lên. Cướp sạch của cải của một hoàng triều, loại việc này đại tôn ta từ trước đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, nhiều lắm cũng chỉ là xem làm thế nào có thể cướp sạch một thánh địa mà thôi.
nhưng cũng chưa có năng lực hành động. Không ngờ rằng đến nay giấc mộng này cuối cùng cũng thành thực hiện được rồi, hơn nữa còn là lớn hơn gấp vô số lần kìa. Già La Minh Tôn khanh khách cười quái dị. Ba tên vua hoàng kia vẫn đang tìm kiếm tung tích của chúng ta, lại không hề ngờ rằng chúng ta đã sắp đánh tới nơi rồi. Đem của cái hàng vạn năm nay của Thánh Ung Hoàng Triều vơ vét không còn. Ba cái lão già này, nếu như sau khi quay lại phát hiện bảo tàng mà bọn chúng vất vả khổ sở sưu tập đều không còn, chắc chắn sẽ hộc máu, thậm chí nó không chừng sẽ tức mà chết kìa. Một hoàng triều thống nhất thế giới lâu đến 8 vạn năm, bên trong bảo khố không biết sẽ có bao nhiêu của cải đấy. Hạo Thiên Khuyển hai mắt cũng sáng lên, giơ móng vuốt ra đếm. Bên trong nhất định sẽ có thỏ con đầy khắp núi đồi, ăn không hết thịt thỏ, gặm không hết xương cốt kìa. Chắc chắn có không biết bao nhiêu là xương cốt vua hoàng. Nói không chừng còn có xương của Thánh Hoàng. Xương của Thánh Hoàng nhất định phải ăn đầu kìa. Thật không có tiền đồ mà. Già La Minh Tôn trừng mắt nó một cái, khẽ cười mà nói. Thỏ thì tất nhiên không thể nào có rồi, có điều ở đó nói không chừng sẽ có vài cục xương của vua hoàng. Đương nhiên xương bổn đại tôn không tranh với ngươi, ngươi thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đi. Đi mau đi mau đi mau, đem Thánh Ung Hoàng Triều cướp hết thôi, đem tất cả xương của Ung Hoàng Triều ăn hết nào. Hạo Thiên Khuyển mặt mày hớn hở dẫn đầu bay về phía trước. Diệp Phúc lắc đầu bật cười, không nhanh không chậm hướng hoàng vực của Thánh Ung Hoàng Triều mà tiến đến. Bốn phía tòa hoàng vực này có tất cả trăm đường long mạch, giống như cửa long phục địa, trùng điệp chập trùng. Nơi đây tổng cộng phong ấn tất cả 100 đầu thuần dương linh mạch bậc 9. Khoảng không phía trên hoàng vực, ý chí sùng bái của linh khí và sinh linh huyền u thế giới đối với hoàng triều ngưng tụ thành ý chí bất tử của hoàng triều, một con kiểu vĩ bạch hồ. Ý chí bất tử, tinh thần vĩnh tồn, đây chính là khắc họa tốt nhất cho ý chí bất tử. Hơi thở con kiểu vĩ bạch hồ này tản mắt ra có thể sánh ngang với vua hoàng. Có điều Diệp Phúc so sánh với ý chí bất tử mà mình từng thấy qua, ví như Phách Hà lão tổ, Đại Thương Huyền Điêu, thì con kiểu vĩ bạch hồ này vẫn là kém hơn một bậc. Hơn nữa không linh động bằng Phách Hà lão tổ và Đại Thương Huyền Điêu. Muốn đến nơi đây là bởi vì Thánh Ung Hoàng Triều từng chứng kiến qua 8 vạn năm lịch sử không lâu đời như Đại Thương Đại Hạ. Hơn nữa quốc vận của Thánh Ung Hoàng Triều cũng không hưng thịnh được như Đại Thương Đại Hạ. Mà so sánh giữa Phách Hà lão tổ và Đại Thương Huyền Điêu thì Phách Hà lão tổ lại kém hơn một bậc. Đây là bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều không hưng thịnh bằng Đại Thương Hoàng Triều. Diệp Húc từng nghiên cứu qua ý chí bất tử của Hải Đông Thanh, của Đại Kim Quốc, nên đối với ý chí bất tử cũng có chút hiểu biết. Tuy rằng loại sinh linh đặc biệt này được xưng là bất tử, nhưng lại không hề là thực sự bất tử. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, hoàn toàn có thể xóa nhòa ý chí, hình thành nên thân thể chúng, tiêu diệt chúng. Đường Kim Thiên Đế khi đó đã chặt gãy hai chân huyền điểu, khiến con huyền điểu này mãi mãi không có cách nào mọc lại hai chân, vô phương hạ đất. Còn Thánh Hoàng phân thân mà tổ sư khai phái Chu Thiên Tinh Cung lưu lại trên hai tòa đại trận cũng đem Phách Hà lão tổ đánh đến rơi vào ngủ say. Hắn nhìn con kiểu vĩ bạch hồ này một lượt, lập tức bước lớn tiến vào trong hoàng vực, nhằm thẳng kho báu của Thánh Ung Hoàng Triều mà đi đến. Ký ức của Bàn Sơn Điện Hạ cùng với Diệp Húc về nơi cất giấu bảo vật của Thánh Ung Hoàng Triều vẫn rõ như lòng bàn tay. Sự yêu thích đối với bảo khố của Bàn Sơn Điện Hạ rõ ràng là vẫn hơn Bàn Tiên Nhi. Bàn Sơn Điện Hạ nhiều lần ra vào bảo khố, còn Bàn Tiên Nhi thì lại không có loại đãi ngộ này. Chẳng trách loại dã tâm bừng bừng của nữ kiêu hùng Bàn Sơn Nhi sẽ nảy sinh hai lòng. Bảo khố của Thánh Ung Hoàng Triều chính là bí cảnh do hoàng đế khai quốc thu thập một khối mảnh vỡ của tam thập tam thiên giới tạo thành, chế luyện mà thành. Vì thế bản thân tòa bảo khố này cũng chính là một bảo vật. Bảo khố của một hoàng triều thống trị thế giới 8 vạn năm rốt cuộc sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ lớn đến như thế nào đây? Đám người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu trực tiếp xông vào hoàng cung đến trước bảo khố, cười nói: "Thật là mong chờ." "Là kẻ nào?" "Nơi đây chính là trọng địa hoàng thánh, bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào đều giết chết không suy xét." Phía trước bảo khố Thánh Ung Hoàng Triều, từng luồng khí tức cường mạnh phóng lên cao, hàng loạt cường giả cấp nhân hoàng thủ hộ bảo khố thình lình xuất hiện. Già La Minh Tôn cười hung tợn một tiếng, thân hình chuyển động, xông vào giữa đám người nhân hoàng. Cái đuôi phía sau giống như chừng tiên quét qua, lập tức đâm thủng một tôn nhân hoàng, treo trên đuôi, kim huyết chảy dài. Hai tay của gã giơ ra, tay trái cầm cốt đao hàn quang chật lóe, hướng một tôn nhân hoàng tấn công, tay phải lại cầm nắp quan tài, hô lên một tiếng, đập bẹp một tôn nhân hoàng khác. Huyền quan trên đầu của hắn đâm thẳng lên phía trước, ngay tại chỗ đem một tôn nhân hoàng ép đến thịt nát xương tan.
quan tài mở ra lại nuốt được một tôn nhân hoàng vào bên trong, có thể nói là hoành hành bá đạo. Quãng thời gian The Lam Minh Tôn ở cùng Diệp Húc đã trải qua nhiều chiến đấu, hơn nữa lại được tắm bằng máu của Vu Tổ, có được thuần dương linh mạch bậc 9 hấp thu tuần thiên ma, thực lực bạo tăng, tốc độ tăng tiến cực nhanh, khiến bản thân lão cũng có chút chân chối ngạn họng. So với tốc độ tu vi của những nhân hoàng, thậm chí thánh chủ khác đều mạnh hơn. Suy cho cùng, nhân hoàng thánh chủ của thế giới vô hoang khi luyện chế đến loại cảnh giới của bọn họ sẽ rất ít khi chiến đấu, càng không cùng người khác liều sống liều chết, có thể nói là sống ăn nhàn sung sướng, cao cao tại thượng. Còn Già Lam Minh Tôn từ khi đi theo Diệp Húc lại chiến đấu không ngừng, trải qua rèn luyện sinh tử, trưởng thành từ trong chiến đấu, khiến tu vi của lão tiến bộ đến mức đáng sợ. Bên trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện một con cựu khuyển dài đến trăm dặm, chân dài, lưng thon, há mồm hét lên, lập tức vô số cung điện đều sụp đổ. Tòa hoàng thành này chính là được xây dựng vào thời khai quốc Thánh Ung Hoàng Triều, dùng xương cốt của nhân hoàng nung thành gạch, dùng máu của vua hoàng tạo thành trì, kiên cố vô địch. Nhưng con cựu khuyển này vừa hét lên một tiếng, liền chấn vỡ không biết bao nhiêu kiến trúc cung điện, lực phá hủy thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Con viễn cổ cự thú này giống như hổ và bầy dê, đuôi vừa quét xuống liền khiến cả chục tên nhân hoàng bị quét bay, giơ vuốt đập mạnh một cái liền đem hai tên đập thành nát bét. Cùng lúc đó, nó tới khởi đả thần tiên phong thần bảng, hai bộ nhân hoàng chi bảo uy năng cuồn cuộn, đặc biệt là trong phong thần bảng từng tôn nhân hoàng cấm pháp phân thân bay vút mà ra, đủ loại vô pháp bay múa đầy trời, nhất loạt công kích tới đám nhân hoàng cường nhân đang thủ hộ Thánh Ung bảo khố. Tu vi của Già Lam Minh Tôn tiến cảnh đã nhanh, Hạo Thiên Khuyển con viễn cổ cự thú này tiến cảnh so với lão lại càng nhanh hơn. Bản thân của nó chính là viễn cổ dị chủng, trong cơ thể không biết đã tích tụ bao nhiêu dược lực của tiên chân linh dược, lại còn có cái miệng ham ăn hơn cả Già Lam Minh Tôn. Đến nay đã trưởng thành, tu vi cũng tăng lên nhân hoàng, thân thể da lông chắc chắn đến cực điểm, còn mạnh mẽ hơn cả đỉnh cao nhân hoàng. Hơn nữa, phong thần bảng của nó giết càng nhiều người, uy năng sẽ càng mạnh, đem thiên địa pháp tướng của đối phương hoặc nhân hoàng cấm pháp phân thân cắn nuốt, nuôi dưỡng bản thân dũng mãnh vô cùng. Khốn kiếp, ở đâu ra mấy tên nghiệt xúc này, cứ nhiên dám ở trong hoàng thành làm càn, đi chết đi. Đột nhiên một luồng khí tức vô cùng thảm liệt dâng lên, chỉ thấy một cỗ chiến xa hoàng kim gào thét đâm tới, hai con cự long cấp nhân hoàng kéo động chiến xa hướng Già Lam Minh Tôn tiến đến. Bên trong cỗ chiến xa hoàng kim này, một tôn đại tướng mặc kim giáp, kim quang lập lòe, uy phong lẫm lẫm đứng trên chiến xa, quanh thân hắn rồng phượng lượn vòng, thụy khí thiên điều, bách thú trình tường. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng xuống phía dưới lục tìm, hung hăng tóm bắt Hạo Thiên Khuyển, điềm nhiên mà nói: 8 vạn năm nay, đây là lần đầu tiên có kẻ dám gây chuyện trong hoàng thành, tất cả sẽ đều bị ta giết hết. Hai con cự long phía trước chiến xa cũng không phải hạng xoàng, không ngừng cầm giống, thò đầu, duỗi vuốt, cũng hướng phía Già Lam Minh Tôn mà công kích tới. Hay, Ngự Tiền đại thống lĩnh Phan Phượng Long thượng tướng quân cuối cùng cũng đến rồi. Không biết là ai vừa mừng vừa sợ lên tiếng nói: Phan Phượng Long thượng tướng quân chính là nhân hoàng đỉnh cao, nắm trong tay cấm bảo liệt hoàng chiến xa, nhất định là có thể một tay bóp chết lũ phản nghịch dám xông vào hoàng thành này. Thực lực của Ngự Tiền đại thống lĩnh Phan Phượng Long đích thực là vô cùng kinh người, trong số tất cả các thánh chủ của thế giới vô hoang, thực lực tu vi của hắn tuyệt đối nằm trong số 100 người mạnh nhất. Chiến xa nghiền ép vào đến, Già Lam Minh Tôn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Còn con Hạo Thiên Khuyển dưới tay Phan Phượng Long cũng hành động gian nan cực kỳ. Chết đi cho ta! Hắn dữ dội quát một tiếng, đang định một phát đánh chết luôn Già Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển thì đột nhiên toàn thân lạnh toát, chỉ nghe thấy vô số ma âm đại sướng, tà Phật bay múa dập trời, từng đóa hồng liên nghiệp hỏa từ trên trời giáng xuống mặt đất hóa thành biển lửa. Bên trong liệt hỏa, bát đại kim luân vù vù chuyển động, khắp nơi đều là âm thanh ca ngợi. Một nắm đấm từ trong bát đạo kim luân bay ra, khẽ chút va chạm, hai con giao long liền gãy xương đứt gân, một quyền này nện xuống liệt hoàng chiến xa, đem bộ cấm bảo này đập bay. Phan Phượng Long khí tức chấn động, một ngụm máu tươi xông lên tận họng, máu mũi phun ra. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn. Năm đấm đuổi theo chiến xa, đột nhiên bàn tay xòe ra, một chưởng chặt xuống, giống như lưỡi đao khai thiên cự phủ hung hăng chém xuống. Tựa như một người khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất, tay cầm đao lớn khai thiên lập địa. Xoẹt. Liệt hoàng chiến xa hướng phía sau quay cuồng mà lục tìm. Phan Phượng Long mi tâm đột nhiên vỡ ra, nguyên thần, thân thể, thiên địa pháp tướng, thậm chí là cả nhân hoàng cấm pháp phân thân
cũng đều bị một búa bổ đôi, vỡ thành hai mặt. Chín xa đâm vào cửa đồng bảo khố Thánh Ung, một tiếng nổ lớn giống như đập vào chuông đồng, âm vang không dứt. Hắn tức giận gầm lên, lập tức khôi phục lại thân thể nguyên thần thiên địa pháp tướng. Thế nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cây thanh mộc gào thét bay tới, đâm xuyên qua ngực, đem hắn đính trên chiến xa. Cây thanh mộc trượng này giống như một chiếc cô màu xanh, mở ra vô số khí thanh hà liệt nhật, quay tròn như bánh xe, đem toàn bộ thân thể của hắn, bao gồm cả chân linh bất diệt, hết thảy cắn nát. Thanh mộc trượng gào thét quay lại, hạ xuống tay Diệp Phúc như một chiếc cô che khuất ánh mặt trời. Diệp Phúc một tay cầm dù, bắt đầu bước đi, cùng Phượng Yên Nhu tiến vào cửa chính của bảo khố. Lại càng có nhiều cao thủ Thánh Ung hoàng triều dũng mãnh lao đến, chỉ thấy khí thanh hà liệt nhật từ trong ô tản mát ra, chuyển động như phong sa, khiến cho từng tôn cường nhân bị xé rách cắn nát. Chủ công, cỗ chiến xa kia rút về rồi. Già La Minh Tôn ha ha cười lớn, đi trước một bước tế khởi Y Doãn Huyền Quan, đem liệt nhật chiến xa thu vào bên trong chiến áp, sau đó lập tức bước lớn lên trước, một chưởng nện vào cánh cửa phía trước. Cạch một tiếng, bên trên cánh cửa vô số phù văn lưu chuyển, khiến một quyền này của hắn mất hết tác dụng. Già La Minh Tôn giật mình kinh hãi, đang định tiếp tục công phá cửa đồng thì Diệp Húc thình lình triển khai đại thủ, âm thanh chư thiên tà Phật ca ngợi một lần nữa cất lên, một chưởng hung hăng oanh kích cửa đồng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cánh cổng chính này bị chia năm xẻ bảy, lộ ra ánh bảo quang vô cùng vô tận ở bên trong. Thánh Ung bảo khố cuối cùng cũng đã mở ra. Của cải Thánh Ung hoàng triều cướp đoạt thu thập 8 vạn năm nay, giờ phút này đều hiện ra trước mắt bọn họ. Cũng vào lúc này, ý chí bất tử của Thánh Ung hoàng triều, con kiểu vĩ bạch hồ sánh ngang với vua hoàng kia, cuối cùng cũng bừng tỉnh, chậm rãi mở ra hai mắt hẹp dài, ánh mắt quét tới đám người Diệp Húc. Ánh mắt kiểu vĩ bạch hồ dừng lại trên đám người Diệp Húc. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu chỉ cảm thấy phía sau lưng như có hai con dao đang hung hăng đâm đến. Con bạch hồ này có được pháp lực của vua hoàng, hơn nữa nó đã tu luyện luyện chế thân thể của mình, đem thân thể của mình rèn luyện thành thân thể vua hoàng. Thực lực của nó cường mạnh vô cùng, chỉ là thua kém vua hoàng một chút. Đây là bởi vì sinh linh do ý chí bất tử hình thành, không có cách nào lĩnh ngộ cảnh giới vua hoàng. Có điều cho dù là vậy thì cũng không phải là thứ mà đám người Diệp Húc có thể chống lại được. Có thân thể chịu đựng được pháp lực của nó khiến nó trở nên vô cùng nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả Phách Hà lão tổ và Đại Thương Huyền Điểu. Thân thể của Phách Hà lão tổ trước tiên là bị hủy trong tay Nghệ Hoàng, sau này luyện chế lại một bộ lại bị hủy ở trong tay tổ sư khai phái của Chu Thiên Tinh Cung. Vì thế thực lực của nó không hoàn toàn và ở vào trạng thái toàn thịnh. Còn móng vuốt của Đại Thương Huyền Điểu thì bị Thiên Đế lột bỏ, lại còn trong lúc thủ hộ Đế Tuệ đi qua Vu Hoàng Nhân Kiếp bị vô số cấm bảo đánh thành mảnh vỡ. Mặc dù tu vi của bọn chúng đều mạnh mẽ hơn so với kiểu vĩ bạch hồ, nhưng bọn chúng lại không hoàn chỉnh, còn con bạch hồ này lại là ý chí bất tử hoàn chỉnh. Hơn nữa, chỗ nguy hiểm nhất của ý chí bất tử chính là bọn chúng bất tử bất diệt. Trên lý luận có thể nói là trường sinh bất lão, cho dù là hủy diệt bọn chúng thì bọn chúng cũng có thể phục sinh dễ dàng. Trừ khi có được năng lực và thủ pháp có thể phá hủy đi ý chí này thì mới có thể đem bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Húc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía trên bầu trời một màu trắng tuyết. Bên trong màu trắng xóa đó, đột nhiên hai con mắt hẹp dài từ từ mở ra, hóa thành hai con mắt dài đến cả mấy chục dặm, giống như một vầng trăng khuyết, lại phảng phất như ánh mắt tình nhân mê hoặc lòng người. Đi. Diệp Húc không nói lời nào, lập tức cuốn theo mọi người xông thẳng vào trong bảo khố. Vừa rồi đám người Diệp Húc giết chết rất nhiều cường nhân trông giữ bảo khố, giống như chém dưa thái rau, dễ như bẻ cành khô. Chỉ trong không đến mấy giây đã đem tất cả bọn chúng giết hết không còn một ai. Nhưng khi con kiểu vĩ bạch hồ này xuất hiện, Diệp Húc liền biết là không hay. Chỉ cần hơi bất cẩn, bọn họ đều có khả năng sẽ chôn thây ở nơi này. Bên trong bảo khố, trước mặt bọn họ đột ngột xuất hiện một khoảng thời không kỳ dị, giống như cấu tạo ngược của bảo tháp. Tầng này nối tiếp tầng kia, đâm sâu vào lòng đất. Vô số những tiên chân dị bảo, linh thúy bảo sơn, gọi không ra tên, rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt bọn họ. Từng kiện nhân hoàng chi bảo giống như đang trôi lơ lửng giữa không trung lục địa, rộng lớn trăm dặm, tản mắt ra từng luồng hắc khí rung động. Của cải trong tầng thứ nhất của bảo khố đã vượt xa cả một thánh địa, thể hiện ra khí phách không giống người thường của đế quốc hoàng gia. Chín cái đuôi của bạch hồ đột ngột vung lên, từ phía sau chen chúc thoát ra, gào thét tiến đến, bám theo tung tích của đám người Diệp Húc, xông vào cửa chính của bảo khố, hướng đám người Diệp Húc mà hung tận quét tới. Luồng pháp lực vô biên, lực lượng mênh mông đó khiến cho Diệp Húc trong nháy mắt cảm thấy được nguy cơ tử vong đến gần. Đây chính là lý do mà không một
ai đủ can đảm trêu chọc, ngay cả khi có ba vị vua hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều chấn thủ đế đô. Chỉ cần một con bạch hổ này đã đủ tương đương với thực lực của một vị vua hoàng rồi. Kiến Mộc Thần Trướng! Diệp Phúc tức giận gầm thét, đột nhiên xoay người, xuất hiện bản vương bất diệt chân thân. 33 đầu, 66 tay bắt lấy Kiến Mộc Thần Trướng, hướng chín cái đuôi đang cấp tốc lao đến của con bạch hổ hung hăng nện xuống. Bên trong bảo khố Thánh Ung lập tức dấy lên chấn động vô biên, dư âm trong lúc Diệp Phúc cùng Cửu Vĩ bạch hổ giao thủ giống như từng làn sóng lớn lan ra bốn phía, khiến đủ loại linh dược, nhân hoàng chi bảo, nguyên liệu quý hiếm đều bị vỡ thành cặn bã, hủy diệt bên trong khoảng hư không đã bị tàn phá phá nát này. Thình thịch, thình thịch. Kiến Mộc Thần Trượng phát ra tiếng nổ lớn không thể chịu nổi, nổ bung tại chỗ, hóa thành mộc tinh khí và thái dương chân hỏa cuồn cuộn không dứt. Bộ vô bảo bán thành phẩm này trong lúc đánh vào đuôi của Cửu Vĩ bạch hổ đã hoàn toàn dập nát. Thực lực mạnh mẽ của vua hoàng không ngờ lại dũng mãnh đến độ có thể phá hủy cấm bảo bán thành phẩm. Chính cái đuôi này chỉ là hơi bị ngăn trở, lập tức liền tiếp tục hướng đám người Diệp Húc đâm đến. Cái đuôi của nó giống như trụ cột ầm ầm nghiền ép đến. Diệp Húc hít dài một hơi, chỉ cảm thấy mộc tinh chi khí và thái dương chân hỏa cuồn cuộn như thủy triều chen chúc tuôn ra, chui vào trong miệng của hắn, khiến tu vi của hắn tăng mãi tăng mãi. Kiến Mộc Thần Trượng đối với hắn mà nói vốn dĩ chính là một vật đại bổ, hấp thu tinh khí của kiến mộc, tu vi của hắn sẽ liền tăng nhanh điên cuồng. Có điều từ trước tới nay Diệp Húc đều dựa vào cây trượng này đối phó với kẻ địch, nên vẫn chưa hấp thu tinh khí của kiến mộc. Nhưng lần này Kiến Mộc Thần Trượng bị hủy, nếu bỏ đi chỗ kiến mộc tinh khí này thì thật là lãng phí. Nhiều kiến mộc tinh khí như vậy chỉ trong chớp mắt hóa thành tu vi của bản thân hắn, đem tu vi cảnh giới của hắn liên tiếp nâng cao, chỉ chốc lát liền khiến tu vi của hắn đạt tới đỉnh cao nguyên thần bất diệt. Nguyên thần bất diệt, thiên tướng bất diệt. Trên đầu Diệp Húc, Ngọc Lầu đột nhiên xuất hiện, hàng trăm tiên quang ùn ùn nhập vào trong cơ thể. Hắn lay động tu vi, đột phá cảnh giới, mượn uy năng khổng lồ cất chứa trong tiên quang, một luồng thắc khí hướng đến cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt. Tiên quang mênh mông vô cùng, từng đạo linh quang cổ tiên trong cơ thể hắn điên cuồng lưu động, từ trong cơ thể tràn ra, khiến hơi thở của hắn lúc ẩn lúc hiện, giống như tiên nhân sống lại vậy. Trung ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc hét lớn, 66 cánh tay thi triển bất động thần vương ấn bao phủ mọi người. Trong chốc lát, khí thế của hắn tương dung với hư không bảo khố, không gì phá nổi. Đồng thời, Diên La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lầu phóng lên trên trời cao, bảo trụ mọi người rủ xuống huyền hoàng nhị khí và hồng mông tử khí, giống như thiết dũng răng sơn. Đuôi của Cửu Vĩ bạch hổ lại hung hăng quét xuống, Ngọc Lầu và bảo tháp không ngừng chấn động. Một lực nén khó mà tưởng tượng truyền đến quanh người Diệp Húc, lập tức bị 66 đạo bất động thần vương truyền vào không gian của tầng thứ nhất trong bảo khố Thánh Ung. Khoảng không gian mênh mông này từng mảng sụp đổ, trong nháy mắt liền hoàn toàn đổ nát, hóa thành một đống hỗn độn. Số bảo vật nhiều không đếm hết đều bị lực lượng khổng lồ của chính cái đuôi kia đập cho vỡ nát. Tăng huyền hoàng khí và hồng mông tử khí do Di La Thiên Địa Tháp cùng Ngọc Lâu tỏa xuống đã bị phá nát hoàn toàn. Bất động thần vương ấn của Diệp Húc lập tức không thể chống đỡ, từng cánh tay nổ tung hóa thành từng bụi xương máu. Bản vương bất diệt chân thân của hắn mặc dù đã gần đạt đến cảnh giới thân thể vô hoàng, nhưng dù sao vẫn là có chút chênh lệch, không có cách nào sánh ngang với ý chí bất tử bất diệt. Còn Cửu Vĩ bạch hổ đã luyện thành thân thể vô hoàng này, nguyên thần của hắn và thiên địa pháp tướng cũng phải chịu một áp lực khó mà tưởng tượng nổi, hết thảy tan rã hóa thành hư vô. Phương Trượng Tiên Sơn. Trong Ngọc Lầu đột nhiên rơi xuống một tòa tiên sơn chặn ngay trước mặt Diệp Húc. Chỉ thấy chính cái đuôi hồ ly vừa chạm đến tiên sơn thì đột nhiên biến thành nhỏ bé vô cùng, rơi vào bên trong tiên sơn, uy năng mất hết, giống như một con rắn chết. Bất diệt chân linh, ngưng tụ nguyên thần, khôi phục thiên địa pháp tướng. Diệp Húc hít một hơi thật dài, loáng một cái chữa lành nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Ánh mắt chớp động, một đạo Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn đánh xuống, búa quang chợt lóe, đem chính cái đuôi trắng như tuyết hết thảy chấm dụng. Chính cái đuôi này rơi vào bên trong tiên sơn, không hề nhúc nhích. Liền đó, bên ngoài bảo khố truyền đến một tiếng gào rú vô cùng thê lương. Diệp Húc phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi phương trường thiên sơn lại, lập tức vươn người đứng dậy, tiếp tục hướng tầng thứ hai của bảo khố đi xuống. Diệp Húc trong lòng vẫn còn sợ hãi, đối kháng với ý chí bất diệt Cửu Vĩ bạch hổ của Thánh Ung Hoàng Triều, hắn có thể nói là đã sử dụng hết cả vốn liếng, đủ loại bảo vật đều phải lấy ra, thậm chí ngay cả kiến mộc thần trượng cũng đã bị hủy, thân thể gần như bị đập nát, nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng bị đánh vỡ. Nếu như không phải hắn kịp thời hấp thu kiến mộc tinh khí, e rằng đã bị đánh cho giảm cảnh giới. Còn Cửu Vĩ bạch hổ này so với vua hoàng chân chính vẫn là kém hơn một chút.
Nếu như ba vị đại vu vua hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều đích thân ra tay với ta, thì chỉ cần một chiêu, ta sẽ tử vong hoàn toàn, xương cốt không còn. Loại chênh lệch này quả thực rất lớn. Diệp Phúc dám khẳng định, bản thân cho dù tế khởi Thái Dương Thần Lô, bộ thánh bảo này lên, hoặc là đem cửu đỉnh hợp nhất lại, thì sợ rằng vẫn khó mà chống đỡ được một chiêu nửa thức của vua hoàng. Chẳng trách hai người Ứng Sư Huynh và Tinh Đế đã mạnh như vậy, mà Ma Hoàng lại còn nói bọn họ chỉ là con kiến to đầu. Quả thật là vậy, chưa trở thành vua hoàng thì cho dù tu vi có cao đến đâu cũng đều là con kiến cả. Ở bên ngoài bảo khố, kiểu vĩ Bạch Hồ thảm thiết kêu lên không ngừng, chính cái đuôi của nó đều đã bị chặt đứt, trước sau không cách nào khôi phục, khiến cho rất nhiều cường nhân Thánh Ung Hoàng Triều đuổi đến, nghe thấy mà khiếp sợ không hiểu. Ý chí bất tử sở dĩ có thể bất tử chính là bởi vì cho dù bọn chúng có bị nghiền nát thì vẫn có thể dễ dàng phục hồi nguyên trạng. Có điều con kiểu vĩ Bạch Hồ này bị Diệp Húc chặt đứt đuôi, lại không thể giống như trong tưởng tượng khôi phục lại hình thái. Chẳng lẽ kẻ xông vào bên trong Thánh Ung bảo khố ta là một vị vua hoàng, thậm chí là thánh hoàng hay sao? Có người thất thanh nói. Nhưng bọn họ lại không biết quy tắc của phương trượng Thiên Sơn so với đương kim thế giới hoàn toàn không giống. Đó chính là quy tắc của tiên, thế giới của tiên. Trong đương thế chỉ có những món bảo vật như Ngọc Lầu, Di La Thiên Địa Tháp cùng với Thương Nguyệt Thần Châu của Diệp Húc mới có thể không bị rơi vào khắc chế của quy tắc phương trượng Thiên Sơn. Đuôi của kiểu vĩ Bạch Hồ bị chặt đứt, rơi vào bên trong Thiên Sơn, căn bản không có cách nào thu hồi, khiến bản thân của nó tự chịu tổn hại, tất nhiên sẽ không có cách nào phục hồi lại trạng thái toàn thịnh. Chẳng trách đám người này phải kinh hô là vua hoàng hoặc thánh hoàng ra tay. Người xâm nhập vào bảo khố lợi hại vô cùng, lập tức hiệu triệu bệ hạ và chiến hoàng, pháp hoàng, mời ba vị vua hoàng ra tay. Một vị trọng thần gần tiếp cận cảnh giới vua hoàng cao giọng quát lên: những người khác theo ta cùng tiến vào bảo khố, cố gắng ngăn cản kẻ đó để bệ hạ và chiến hoàng, pháp hoàng có thể kịp thời đuổi tới đây. Mọi người nhất loạt cùng vào. Con kiểu vĩ Bạch Hồ do dự một chút, nhìn xuống cái đuôi của mình, quyết định không theo vào bảo khố. Hồ ly tính đa nghi, nó đã chịu tổn thất lớn trong tay Diệp Húc, nên đối với hắn vô cùng sợ hãi. Ồ, thật là nhiều thần dương linh mạch bậc 9 à. Tầng thứ 2 Thánh Ung bảo khố, đám người già La Minh Tôn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây dại. Chỉ thấy trong khoảng không gian mênh mông, khắp nơi đều là thuần dương linh mạch bậc 9. Từng con cự long kim sắc gào thét lao phi qua lại ngang dọc. Thuần dương khí khuấy động sục sôi, những thuần dương khí chảy xuống hóa thành một biển vàng kim rộng lớn vô bờ. Những con cự long kim sắc đang bơi lội trong biển lớn, làm dấy lên từng làn sóng lớn. Thuần dương linh mạch bậc 9 ở nơi đây, cho dù không được 1000 sợi thì cũng phải đến 800-900 sợi, số lượng nhiều đến mức khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Thuần dương linh mạch bậc 9 trong bảo khố nhiều đến mức đám người Diệp Húc tiêu phí thời gian nửa năm để thu lấy hơn 40 sợi linh mạch, quả thật có thể nói là nhỏ bé đến không đáng kể. Số lượng thuần dương linh mạch bậc 9 mà Thánh Ung Hoàng Triều cướp đoạt trong 8 vạn năm e rằng đều tụ tập hết ở nơi này. Thế giới huyền u rõ ràng là không được rộng lớn nhiều của như thế giới vô hoang, thế nhưng cũng không thể coi thường. Thu thôi, hết thảy thu tất đi. Diệp Húc kho ra một búng máu đờm, mặt mày có chút tái nhợt, lại lập tức khôi phục hồng hào. Lúc này tế khởi Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu giống như gió cuốn mây trôi, đem từng đường linh mạch chấn áp cưỡng chế mà thu hồi. Hắn thấp giọng nói: Yên Nhu, một khi chúng ta đã xông vào Thánh Ung bảo khố thì chắc chắn không thể qua khỏi mắt ba vị vua hoàng, vì thế nên không cần che đậy thiên cơ gì cả, cùng nhau ra tay đem chỗ này rửa thành đất trống, ngay cả một cụm lông cũng không thể lưu lại. Phượng Yên Nhu nghe thế vậy lập tức ngừng thu động hà đồ che đậy thiên cơ, ngược lại tế khởi hà đồ hướng chỗ thần dương linh mạch bậc 9 mà thu lấy. Cùng lúc đó, già La Minh Tôn cũng mặt mày dữ tợn tế khởi huyền quan, không ngừng đem từng sợi thuần dương linh mạch bậc 9 thu vào bên trong. Còn Hạo Thiên Khuyển thì lại trực tiếp hóa thành một con viễn cổ cự thú, há to miệng cắn nuốt từng sợi thuần dương linh mạch bậc 9. Có điều cả mấy người bọn họ liên thủ cũng không nhiều bằng một mình Diệp Húc. Hai bộ bảo vật Ngọc Lâu và bảo tháp của hắn quả thật chính là không có đáy. Hai tòa bảo vật bay lên không trung càng ngày càng lớn, cao không thể đo lường, đáy bệ giống như một tòa đại lục treo trên không, đem từng sợi linh mạch định trụ hút lên, tất cả nhốn nháo chui vào trong Ngọc Lâu. Thuần dương linh mạch bậc 9 có uy năng sánh ngang Nhân Hoàng, nhưng ở trước mặt của hắn thì chỉ là sức lực chớ gà không chặt của thư sinh, rất dễ dàng bị chấn áp. Trong chốc lát, toàn bộ linh mạch, thậm chí ngay cả biển lớn mênh mông do thuần dương chi khí hình thành cũng đều bị bọn họ lấy đi sạch sẽ, sau đó liền lập tức xông xuống tầng thứ 3 của Thánh Ung bảo khố. Của cải trong tầng thứ 3 Thánh Ung bảo khố lại càng là kinh người. Không trung lơ lửng từng chiếc kim thuyền, những bộ cấm bảo bán thành phẩm, châu quang bảo khí, hà khí vạn trượng,
Đây quả thực là một tòa trọng bảo khố, cất giấu bên trong toàn bộ đều là cấm bảo bán thành phẩm. Số lượng đại ung kim thuyền hoàn toàn có thể tổ thành một hạm đội khổng lồ, hoành hành vũ trụ. Những kim thuyền này chính là được đúc mô phỏng theo giao chỉ kim thuyền, có chứa đựng một phần kỹ thuật rèn đúc của giao chỉ thiên thuyền. Năng công xảo tượng, kỳ nhân dị sĩ của Thánh Ung Hoàng Triều, thậm chí từ những mảnh vỡ của giao chỉ thiên thuyền đã thôi diễn ra một phần của cấm pháp giao chỉ, đem những kim thuyền này luyện chế thành cấm bảo bán thành phẩm. Chỉ cần có được kim thuyền thì không cần đến thực lực của vô hoàng, liền có thể xuyên qua ranh giới thế giới, từ thế giới huyền u đi đến thế giới khác. Có điều tốc độ và khả năng xuyên thấu so với giao chỉ thiên thuyền đích thực thì vẫn kém hơn rất nhiều lần. Dễ nhận thấy, dã tâm bừng bừng của Thánh Ung Hoàng Triều không chỉ vỏn vẹn là thống trị thế giới huyền u, mà thậm chí muốn đem đại quân của Thánh Ung đưa đến các thế giới khác nhằm chiếm lĩnh các vũ trụ tinh không khác. Muốn thu lấy những cấm bảo bán thành phẩm này là vô cùng khó khăn. Đây là bởi vì uy năng cuồn cuộn của cấm bảo bán thành phẩm. Những bộ bảo vật này tự mình tản mát ra uy năng và công kích đủ để có thể khiến cho bất kỳ một vị nhân hoàng đỉnh cao nào cũng phải luống cuống tay chân. Cấm bảo bán thành phẩm mặc dù không phải là cấm bảo chân chính, nhưng sở dĩ được xưng là bán thành phẩm hoặc là bởi vì đã có đủ nguyên liệu đúc tạo nhưng lại thiếu vô hoàng cấm pháp phân thân, hoặc là bởi vì đã có vô hoàng cấm pháp phân thân nhưng nguyên liệu lại không đủ. Đại ung kim thuyền hiển nhiên là loại tình huống thứ nhất. Hoàng triều này chiếm cứ cả một thế giới, số lượng nguyên liệu có được chắc chắn đủ để đúc tạo không biết bao nhiêu cấm bảo. Đáng tiếc rằng là không có được cấm pháp giao trì hoàn chỉnh. Nhiều bảo bối như vậy nên thu lấy như thế nào đây? Không chỉ có già La Minh Tôn mù tịt mà ngay cả Phượng Yên Nhu cũng có chút lúng túng. Bảo vật nơi đây quá nhiều, ngoài mấy trăm chiếc kim thuyền ra còn có các loại cấm bảo bán thành phẩm khác nữa. Nếu như đặt ở thế giới vô hoang thì có thể đủ để trang bị cho tất cả đệ tử của một thánh địa. Trong nhận thức của bọn họ, thế giới vô hoang không có nổi một thánh địa nào có nhiều của cải như thế, có nhân lực, vật lực như thế này để mà tạo ra một bảo khố to lớn đến vậy. E rằng chỉ có của cải tích lũy của Hạ, Thương, Châu, ba đại hoàng triều trong lịch sử của thế giới vô hoang mới có thể so sánh được với Thánh Ung Hoàng Triều. Có điều của cải Hạ, Thương, Chu, ba triều đại này tuy rằng nhiều, nhưng thế giới vô hoang chiến hỏa liên miên kéo theo sự sụp đổ của mỗi một hoàng triều, lại có không biết bao nhiêu bảo vật bị hủy diệt trong chiến hỏa. Bảo vật bảo khố nhiều như vậy hóa thành từng bí cảnh cùng di tích biến mất trong dòng nước lũ lịch sử, chờ đợi hậu nhân đến khai quật. Không một ai dám can đảm nói mình đã thăm dò hết một lượt tất cả các bí cảnh di tích của thế giới vô hoang. Ngay cả là Diệp Húc có được Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ, một món dị bảo như vậy cũng không dám nói bản thân có thể tìm ra hết bí cảnh và di tích được. Thu lấy từng bộ một thì thật là phiền phức. Diệp Húc hướng chỗ cấm bảo bán thành phẩm này trong lòng suy xét, đột nhiên thanh quát một tiếng: Giao chỉ thiên thuyền! Chỉ thấy một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ trong ngọc lâu của hắn bay ra, thần tốc trở nên to lớn, trong chớp mắt liền giống như một tòa đại lục lơ lửng giữa không trung. Đám người Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn cũng lần lượt vươn người bay lên trên thuyền, đứng bên cạnh Diệp Húc. Khí tượng của chiếc thiên thuyền này trong tay Diệp Húc so với trong tay Bàn Tiên Nhi hoàn toàn không giống. Bàn Tiên Nhi chưa từng tu luyện cấm pháp giao trì của Hoa Tư Thiên Quốc trong thế giới Quân Luân, còn Diệp Húc đạt được Tây Hoàng Bảo Khố từ trong thế giới cấm pháp của Tây Hoàng thôi diễn ra huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Trong môn cấm pháp này lại ẩn chứa giao trì cấm pháp lưu truyền của Hoa Tư Thiên Quốc, hơn nữa còn là loại cấp bậc mà Tây Vương Mẫu đã từng tu luyện. Vì thế thôi động chiếc thiên thuyền này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Giao chỉ thiên thuyền vốn dĩ khi không có người thôi động đã có thể dễ dàng đâm vỡ đại ung thiên thuyền, đối với những kim thuyền này có tác dụng khắc chế tự nhiên. Giờ đây chiếc thuyền này tuy rằng vẫn rách nát như cũ, nhưng dù sao cũng đã dung nhập rất nhiều mảnh vỡ của thiên thuyền, lại được Diệp Húc dùng huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh thôi động. Sức mạnh uy năng cơ hồ tương đương với cảnh tượng khủng bố khi tinh đế tế khởi Chu Thiên Tinh Cung oanh kích đế tuệ. Răng rắc một tiếng, một chiếc đại ung kim thuyền trực tiếp bị nghiền vỡ. Nhân hoàng đỉnh phong cấm pháp phân thân ở bên trong cũng bị nổ tung, hóa thành từng đạo tinh khí. Vô số tàn viên, đoạn bích cùng nhân hoàng tinh khí gào thét chạy trồm, bị giao chỉ thiên thuyền hút lại, dung mãnh nhập vào bên trong thân thuyền. Vô số nguyên liệu bị đánh vỡ rồi lại khôi phục lại, dung nhập vào bên trong thiên thuyền, tu bổ cho chiếc thuyền cũ rách nát này. Những âm thanh răng rắc vang bên tai không dứt, từng chiếc đại ung kim thuyền bị nghiền ép để tu tạo lại cho giao chỉ thiên thuyền hóa thành bột mịn, đếm không hết số nguyên liệu nhập vào bên trong thiên thuyền, khiến chiếc thuyền cũ nát này gần như nguyên vẹn. Thậm chí Diệp Húc cảm thấy được ở sâu bên trong chiếc thiên thuyền này, một tôn cấm pháp vốn dĩ đã bị vỡ nát, phá vỡ thì nay hấp thu lấy những tinh khí của đỉnh cao nhân hoàng cấm pháp phân thân ở bên trong đại ung thiên thuyền dường như đang từ từ sống lại.
tôn phân thân đó hẳn là phân thân của giao chỉ kim mẫu lưu lại bên trong chiếc thiên thuyền này. Giao chỉ kim mẫu trong khi đang tuần tra 3.000 thế giới đã bị người sát hại, đến cả chiếc thuyền này cũng bị đánh vỡ, tổn hại đến kết cấu cơ bản. Ngay cả cấm pháp phân thân của người cũng gặp phải trọng thương trước nay chưa từng có. Có điều giờ phút này đã có tinh khí của đỉnh cao nhân hoàng, cấm pháp phân thân bên trong đại ung thiên thuyền tư bổ. Phân thân của giao chỉ kim mẫu cũng dần dần sống lại, khiến uy năng của thiên thuyền càng ngày càng mạnh. Uy năng của chiếc thiên thuyền này vốn dĩ đã vượt qua đại đa số cấm bảo mà Diệp Húc từng thấy, so với hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh Cung đều không hề thua kém. Lúc này, cấm pháp phân thân của giao chỉ kim mẫu sống lại đã khiến uy năng của chiếc thuyền này trực tiếp vượt qua hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung, mơ hồ đạt đến cấp độ thánh bảo. Về điểm này, ngay cả bản thân Diệp Húc cũng không liệu đến. Hắn cứ tưởng rằng giao chỉ thiên thuyền chỉ là một bộ cấm bảo phẩm cấp cực cao, nhưng đến nay cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hắn biết được dự đoán của bản thân trước đây là sai lầm như thế nào. Tạo hóa, đúng thật là một chiếc thiên thuyền thiên đại tạo hóa do giao chỉ kim mẫu đúc luyện ra, tuyệt đối là cấp bậc thánh bảo, thậm chí có thể vượt qua cả thánh bảo. Giao chỉ thiên thuyền mơ hồ đạt đến cấp bậc thánh bảo, Diệp Húc khi thôi động sẽ rất tốn sức lực. Cũng may chiếc thuyền này dường như có linh tính của mình, ý thức được rằng cắn nuốt chỗ đại ung kim thuyền này sẽ rất có lợi cho bản thân, chủ động hướng những kim thuyền này hút vào nghiền ép, cắn nuốt toàn bộ mảnh vỡ của đối phương. Không lâu sau đại ung kim thuyền ở đây đều bị nghiền nát, thậm chí các cấm bảo bán thành phẩm khác cũng bị nghiền mất, bao nhiêu bộ biến thành mảnh vụn. Những bảo vật này giao chỉ thiên thuyền lại không hề hấp thu một chút nào, rất nhiều tinh khí và nguyên liệu cuồn cuộn như thủy triều, đến nỗi Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển vui sướng ngây ngất. Không những thu lấy chỗ tinh khí và nguyên liệu này, nguyên liệu giữ lại có thể đúc tạo bảo vật, còn tinh khí thì đều bị bọn chúng hút vào luyện hóa. Chẳng trách hay nghe người ta nói, dùng cuộc cải của một hoàng triều bồi dưỡng vũ sĩ thì cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành vũ sĩ được. Già La Minh Tôn mặt mày hớn hở, úng thanh úng khí mà nói: "Nuốt hết những tinh khí đỉnh cao nhân hoàng như vậy, đại tôn ta liền có thể một bước trở thành đỉnh cao nhân hoàng, thậm chí là còn hơn cái loại đứng đầu. Nếu như lại luyện hóa thêm một chút thuần dương linh mạch bậc 9 thì đại tôn ta cũng có thể xưng thành vũ hoàng, thậm chí luyện chế được cả một bộ cấm bảo." Lão nói tuyệt đối không sai, nếu như để bọn họ luyện chế chỗ tinh khí đỉnh cao nhân hoàng này, tu vi thâm hậu tuyệt đối có thể sánh ngang với thánh chủ đứng đầu. Trong thế giới vũ hoàng sẽ chẳng có mấy vị thánh chủ nào có thể so sánh được với bọn họ. Thậm chí còn có thể đứng dùng chỗ nguyên liệu này luyện chế thành phôi của cấm bảo, đánh vào đó đỉnh cao nhân hoàng cấm pháp phân thân của mình, liền có thể trở thành cấm bảo bán thành phẩm. Nếu như bọn họ tăng lên cảnh giới vô hoàng, liền có thể đem bảo vật hoàn toàn luyện chế thành cấm bảo thuộc về chính mình. Loại tài lực này nếu đổi lại là ở thế giới vô hoàng thì chỉ có ít ỏi vài người mới làm được. Cũng khó trách Già La Minh Tôn lại hưng phấn đến vậy. Phượng Yên Nhu bật cười nói: "Minh Tôn, Thánh Ngung Hoàng Triều bồi dưỡng vũ sĩ cũng không xa xỉ đến mức như ngươi, đánh vỡ cả cấm bảo bán thành phẩm, lấy tinh khí của đỉnh cao nhân hoàng cấm pháp phân thân bên trong nâng cấp tu vi. Loại thủ pháp này e rằng chẳng có một hoàng triều nào dám vung phí như vậy đâu." Nàng nói không sai, bất kể là cấm bảo hay cấm bảo bán thành phẩm đều có thể làm cho căn cơ của một thế gia thánh địa truyền lại cho muôn đời sau. Nếu như đánh vỡ những bảo vật này chỉ để nâng cao tu vi thì ngay cả Thánh Ngung Hoàng Triều của cải nhiều đến như vậy cũng không có cách nào chịu nổi loại hành vi bại gia này. Nếu như là trước đây, Diệp Húc tất nhiên cũng sẽ không lãng phí xa xỉ như vậy. Nhưng vu bảo bên trong Thánh Ngung bảo khố nếu vứt mà không nhặt chính là phung phí của trời. Hơn nữa, đó đều là của kẻ địch, có thể mang đi thì đương nhiên phải mang đi hết, còn không thể mang đi thì đều phải đánh vỡ. Xuống tầng tiếp theo. Tầng thứ 3 của Thánh Ngung bảo khố về cơ bản đã bị dọn sạch, chỉ còn vài ba món cấm bảo bán thành phẩm là chạy thoát khỏi sự nghiền ép của giao trì thiên thuyền. Diệp Húc lúc này đối với mấy món bảo vật đó không thèm để ý, cưỡi thuyền xông vào tầng thứ 4. Trời ơi, trời ơi! Rất nhiều cường nhân của Thánh Ngung Hoàng Triều lúc này đã vào đến tầng thứ nhất của bảo khố. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trong bảo khố rỗng tách, đến một sợi lông cũng không còn. Của cải tích lũy trong hơn 8 vạn năm tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch, khiến không ít người thất thanh khóc thảm. Thánh Ngung Hoàng Triều ta rút cuộc là đã đắc tội với vị ma thần nào mà lại gặp phải đại kiếp nạn này đây? Dám cướp bóc trong Thánh Ngung Hoàng Triều ta chính là đối đầu với toàn bộ thế giới huyền u. Bắt được hắn thì phải băm hắn thành nghìn mảnh, chút giận cho thánh thượng. Đi, nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Bảo vật trong Thánh Ung bảo khố ta mỗi tầng lại quan trọng hơn một tầng. Tầng tiếp theo chính là chỗ đặt đại ung kim thuyền và các cấm bảo bán thành phẩm. Tầng tiếp nữa chính là thân thể của lịch đại tiên hoàng, tuyệt đối không thể để bọn chúng ra tay được.
đợi đến khi bọn họ xông vào tầng 3, chắc chắn sẽ không kiềm nổi mà đờ đẫn ra. Nhìn thấy tầng thứ 3 cũng là một khoảng trống, so với tầng thứ 2 và hai tầng trước đó còn thê thảm hơn. Bất kể thế nào cũng không thể để bọn chúng làm nhục thân thể của lịch đại tiên hoàng, cho dù là phải chết đi cũng phải giữ chân bọn chúng lại. Trong số những cao thủ này, không thiếu đỉnh cao nhân hoàng, thậm chí còn có một hai người đã tu luyện đến trình độ như Ứng Tông Đạo và Tinh Đế. Giờ phút này, đôi mắt như sắp rách ra, gào thét xông xuống tầng thứ 4. Trong tầng thứ 4 của Thánh Ung Bảo Khố, đám người Thánh Ung Hoàng Triều vừa xông vào liền nhìn thấy một chiếc thiên thuyền cực lớn đang bay lượn trong không gian của tầng thứ 4, dáng vẻ bệ nghệ ngất trời. Chiếc thiên thuyền này nay hiện ra vẻ vô cùng rực rỡ, không còn thấy dáng vẻ rách nát trước đây nữa. Trên thiên thuyền, Bát Đạo Công Đức Kim Luân dựng thẳng đứng, Chư Thiên Tà Phật, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, các lộ ma vương, các giới ma chủ, Đạo Đức Kim Văn. Công Đức Kim Văn đang ở bên trong Kim Luân chuyển động không ngừng. Bên trong Bát Đạo Kim Luân đang lơ lửng một cung điện nguy nga, tiên khuyết trùng trùng điệp điệp, mây trôi phiêu đãng, một miền tiên sơn niết bàn, lại có thiên hà mênh mông, bàn đào viên, thiên mãng tràng, một cánh cổng Nam Thiên Môn cực lớn đứng vững phía trước thiên cung. Đây là một loại cấm pháp mạnh mẽ vô cùng, ở trong Bát Đạo Kim Luân biến hóa ra Viễn Cổ Thiên Đình, thôi động giao chỉ thiên thuyền. Còn thân thể của lịch đại hoàng đế Thánh Ung Hoàng Triều, giờ phút này chỉ còn thừa lại duy nhất một tôn. Thánh Ung Hoàng Triều từ thời khai quốc đến nay có tất cả 9 vị hoàng đế, đều là vua hoàng. Ung hoàng đến nay vẫn đang trị vì, còn vị hoàng đế khai quốc thì là một tôn thánh hoàng, nên không để ở đây mà được mai táng bên trong tổ mộ. Nơi đây cung phụng thân thể của 7 vị tiên hoàng, không ngờ lại bị người ta chỉ trong chốc lát thu mất 6 tôn, khiến cho đám cao thủ Thánh Ung Hoàng Triều gấp gáp đuổi tới khóe mắt như muốn nứt ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thánh Ung Hoàng Triều khai quốc gặp phải một đại kiếp như vậy, ngay cả thân thể của tổ tông đều bị người ta lấy đi, có thể nói là không còn mặt mũi nào. Vô hoàng cường mạnh vô địch, ngay cả là sau khi chết thì cũng không phải bất kỳ ai đều có thể dễ dàng tiếp cận mà thu lấy. Tu vi cho dù là mạnh mẽ đến cảnh giới đỉnh cao nhân hoàng thì cũng không thể. Thậm chí nhân hoàng còn chưa bước đến trước thân thể của vô hoàng thì đã bị đẩy lùi lại, cách thân thể vô hoàng càng ngày càng xa. Muốn lấy được thân thể của vô hoàng, trừ khi có được tu vi đủ mạnh chống lại khí tức vô hoàng, hoặc là bảo vật như cấm bảo thì mới không bị khí tức vô hoàng ảnh hưởng, như vậy mới có thể thành công. Cũng tức là nói, thánh chủ mang theo cấm bảo có khả năng thu được thân thể vô hoàng, còn nếu như không mang theo cấm bảo, những thánh chủ bình thường đều không làm gì được. Mà chiếc giao trì thiên thuyền này chính là bảo vật còn mạnh mẽ hơn cả cấm bảo, mơ hồ đạt đến cấp bậc thánh bảo. Khí tức do tiên hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều tản mát ra đối với chiếc thiên thuyền này ảnh hưởng vô cùng bé nhỏ. Chỉ thấy chiếc thiên thuyền này tự mình chạy thẳng đến bên cạnh tôn thân thể tiên hoàng cuối cùng, đột nhiên từ trên thuyền thò ra một bàn tay lớn nhẹ nhàng chụp tới, liền đem được tôn thân thể tiên hoàng nhấc lên thu vào bên trong. Thân thể của 7 vị tiên hoàng đều đã bị tên kia lấy đi rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát được. Hắn đang định đi xuống tầng tiếp theo rồi. Tầng tiếp theo chính là chỗ để cấm bảo do chính lịch đại tiên hoàng Thánh Ung Hoàng Triều ta luyện chế. Bất kể như thế nào cũng không được để hắn xông vào. Thánh Ung bệ hạ và chiến hoàng, pháp hoàng tại sao vẫn chưa đến đây? Nếu như bọn họ còn không đến nhanh, e rằng của cải Thánh Ung Hoàng Triều ta tích lũy trong 8 vạn năm đều sẽ bị tên kia vơ vét không còn. Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người bên dưới, giao chỉ thiên thuyền tự mình xông xuống tầng thứ 5 của Thánh Ung bảo khố. Với tốc độ của bọn họ, cơ bản không cách nào đuổi kịp chiếc thiên thuyền thượng đạt cửu thiên hạ du nhập địa này. Thánh Ung bệ hạ và chiến hoàng pháp hoàng còn chưa có đến thì còn ai có thể đuổi kịp chiếc thiên thuyền kia đây? Trong lòng bọn họ vừa sợ hãi lại vừa tức giận, đồng thời cũng cảm thấy được sự tuyệt vọng cùng bất lực sâu bên trong. Bọn họ mặc dù có lực lượng vô cùng cường mạnh của Thánh Ung Hoàng Triều, nhưng giao chỉ thiên thuyền một khi xuất hiện liền không có ai có thể đuổi kịp được. Có điều bọn họ lại không biết Thánh Ung bảo khố sở dĩ là nơi cất trữ của cải của Thánh Ung Hoàng Triều 8 vạn năm nay là bởi vì nơi này chính là một bía cảnh do mảnh vỡ của thiên giới hình thành, vì thế không gian nơi đây vô cùng vững chãi. Hoàng đế khai quốc của Thánh Ung Hoàng Triều khi đó lo lắng nếu như trong kẻ địch có vô hoàng trực tiếp xé rách hư không tiến vào bảo khố thì chẳng phải của cải bên trong đều sẽ rơi vào tay của hắn hay sao, vì thế đã gia cố bên ngoài bía cảnh, từ bên ngoài cơ bản không thể trực tiếp đến vào nơi đây, cho dù là vô hoàng cũng không cách nào xé rách hư không trực tiếp xông vào trong bảo khố được. Hành động này từ đó là ngăn chặn hoàn toàn khả năng của các vua hoàng khác lấy trộm bảo vật bên trong bảo khố. Có điều cũng vì thế mà cản trở luôn cả Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng trực tiếp từ bên ngoài đến đây. Bên trong thế giới vua hoàng cũng có tình huống tương tự, ví dụ như Hoàng Tuyển Ma Tông cũng tìm kiếm một bí cảnh, lợi dụng bí cảnh bảo vệ thân thể của lịch đại tông chủ.
các thánh địa khác cũng có phương pháp bảo tồn di thể lịch đại thánh chủ của riêng mình. Nếu không chẳng may có bất kỳ người nào tiến vào bí cảnh, thì há không phải là toàn bộ di thể của tổ sư đều bị đánh cắp, khiến thiên hạ đại loạn hay sao? Diệp Húc vừa mới tiến vào tầng thứ 5 liền cảm thấy khí tức cấm bảo vô cùng nặng nề ập xuống. Trong không gian của tầng thứ 5, Thánh Ung bảo khố đang lơ lửng từng bộ cấm bảo to như những tòa đại lục đại châu, chấn rung mỗi một bộ cấm bảo tản phát ra đều vượt qua vạn long bảo ấn do bản tiên nhi tế luyện. Cảnh tượng này hùng vĩ bao la vô cùng, so với thân thể vô hoàng còn khiến người ta rung động hơn gấp nhiều lần. Hơn 10 bộ cấm bảo. Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển ánh mắt trợn trừng, nước bọt chảy ròng ròng, cứ như là thác lũ nhìn chằm chằm vào những cấm bảo đó, thất thanh mà nói: Hoàng đế của Thánh Ung Hoàng Triều đều là những luyện bảo sư hay sao? Không ngờ lại luyện chế ra nhiều cấm bảo như vậy. Diệp Húc cũng không khỏi kích động. 10 bộ cấm bảo này, uy năng mỗi một bộ đều mạnh mẽ đến cực điểm, vượt xa vạn long bảo ấn. Có điều, Thánh Ung Hoàng Triều hẳn là không chỉ có bấy nhiêu cấm bảo ở đây, có lẽ vẫn còn có những bộ khác đang nằm trong tay trọng thần trong triều, hoặc là trong tay ba vị vua hoàng Thánh Ung. Tỷ như cỗ hoàng kim chiến xa đã rơi vào tay Giả La Minh Tôn kia chính là một trong số đó. Có điều bất luận là hoàng kim chiến xa hay là vạn long bảo ấn đều những là những bộ cấm bảo uy năng tương đối yếu, còn lâu mới mạnh bằng những bộ cấm bảo ở trước mặt này. Đây quả thực là thứ tốt, tùy tiện lấy ra một bộ đều có thể sánh ngang với cấm bảo trong các thánh địa lâu đời ở thế giới vô hoang. Vù vù. Đột nhiên khí tức của một bộ cấm bảo trong số đó trở nên nồng động gấp không biết bao nhiêu lần. Đây chính là do bộ cấm bảo này trong lúc sống lại tản phát ra. Loại tốc độ phục hồi này e rằng là do có một luồng pháp lực tuyệt cường bất chợt truyền vào bên trong. Cơ hồ trong cùng khoảnh khắc đó lại có hai bộ cấm bảo khác tiếp tục phục sinh, uy năng cuồn cuộn long trời lở đất, thật khiến cho người ta phải kinh hãi. Ung hoàng, chiến hoàng, pháp hoàng cuối cùng cũng đã tới rồi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, ánh mắt quét đến những cấm bảo khác, lập tức nhìn cũng không thèm nhìn, thình lình thôi động giao chỉ thiên thuyền, gào thét xuyên qua mười mấy bộ cấm bảo này, trực tiếp xông thẳng xuống tầng tiếp theo của Thánh Ung bảo khố. Cấm bảo tuy tốt nhưng cũng phải còn mạng thì mới lấy được. Hiện giờ ba vị đại vô hoàng đã đến, từ xa thôi động ba bộ cấm bảo. Nếu như ba bộ cấm bảo này hoàn toàn phục hồi thì cho dù là có giao chỉ thiên thuyền, Diệp Phúc cũng khó mà rút lui toàn thân. Do đó hắn quyết định từ bỏ ý định lấy chỗ cấm bảo này, trực tiếp xuống tầng tiếp theo, né tránh công kích của ba bộ đại cấm bảo này. Người thật to gan. Một âm thanh uy nghiêm vang vọng đột nhiên từ tầng thứ nhất của Thánh Ung bảo khố truyền đến, kèm theo sự phẫn nộ cùng cực. Chủ nhân của giọng nói này tốc độ cực nhanh, nói hết một câu liền đã từ đến tầng thứ hai, một khắc sau lại xuống đến tầng thứ ba. Âm thanh truyền đến tai đám người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu rõ ràng vô cùng. Người giết chết một đứa con trai, một đứa con gái của chấm xong, lại còn dám lưu lại thế giới huyền u của ta, thậm chí còn gan to mật lớn xông vào Thánh Ung bảo khố, định đem của cải Thánh Ung hoàng triều tích cóp 8 vạn năm nay cướp đoạt bằng hết ư? Quả thật không thể không nói, gan của ngươi to lớn hơn người. Thanh âm này đã tiến đến tầng thứ tư, hướng Diệp Húc cuồn cuộn truyền đến, lạnh giọng nói: Trong số những người mà chấm từng gặp qua, chỉ có ngươi to gan làm loạn, có điều cũng là tự tìm đường chết thôi. Số bảo vật mà ngươi ăn vào, chấm sẽ khiến ngươi phải nhổ ra từng cái một, thậm chí còn nhiều hơn số ngươi đã cướp đoạt kìa. Một bộ cấm bảo trong đó phục hồi trước tiên, vô số cấm văn trong chớp mắt bao phủ toàn bộ tầng thứ 5. Cấm văn cuồng bạo, lưu loạn, chỉ trong chốc lát phá vỡ tất cả hư không, trực tiếp lao thẳng vào trong giao chỉ thiên thuyền. Hai bộ cấm bảo còn lại tốc độ hồi phục chậm hơn, thế nhưng cũng lập tức khởi động, lực lượng hủy diệt cơ hồ trong chớp mắt tăng lên gấp bội. Luồng lực lượng này còn khủng bố hơn cả cảnh tượng khi đế tuệ độ nhân kiếp hàng nghìn cấm bảo cùng nhau anh kích xuống. Cho dù là cường nhân như Ứng Tông Đạo trực diện đối kháng, chỉ sợ rằng cũng không cản nổi một chiêu. Cũng may Diệp Húc thấy sớm thời cơ, trong khoảnh khắc ba bộ cấm bảo hoàn toàn phục hồi, đã thôi động thiên thuyền xông vào tầng thứ 6, né tránh được một kích của ba cấm bảo này. Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyền thấy tình hình như vậy, bị dọa đến mức đứng ngây ra tại chỗ, mãi không dám nhúc nhích, cũng không khỏi chân tay phất tê, nhấn chặt răng, cười lạnh mà nói: Không vào hang hố làm sao bắt được hổ đây? Cho dù là ba vị vu hoàng đã đến rồi thì ta nhổ răng cọp, đua tốc độ với bọn chúng, xem hai tầng cuối cùng của Thánh Ung bảo khố rốt cuộc có bảo vật gì. Sau khi ba bộ cấm bảo phát ra một kích, cấm văn mãi mãi vẫn chưa thể bình ổn lại, đột nhiên chỉ thấy Ma Tôn thân ảnh chân đạp lên vô số cấm văn nối tiếp nhau đi đến, tốc độ cực nhanh, mỗi bước 10 vạn dặm, phù quang lực ảnh, một khắc sau liền đến cổng tầng thứ 6 của bảo khố.
Lúc này, bất luận là Chiến Hoàng, Pháp Hoàng hay Ung Hoàng, sắc mặt đều rất khó coi. Ba người bọn họ hao phí tu vi để thôi động Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi, suy tính chỗ ở của Diệp Húc, lại không ngờ rằng Diệp Húc đã ở bên trong chỗ ở của chính bọn họ, cướp bóc bảo khố quý giá của Hoàng Triều. Đến khi các cao thủ Thánh Ung Hoàng Triều hô hoán bọn họ, thì bọn họ cũng đã dựa vào Hỗn Thiên Nghi tìm được vị trí của Diệp Húc. Từ trên Hỗn Thiên Nghi nhìn thấy Diệp Húc đang vơ vét trắng trợn bảo vật bên trong bảo khố. Ung Hoàng lúc ấy giận dữ vô cùng, một ngụm máu vô hoàng phun ra, hai mắt trợn trừng, chảy cả kim huyết, dẫn đến mức gần như phát cuồng. Có điều khi bọn họ đuổi đến nơi, Diệp Húc đã đem 4 tầng vơ vét trống không. Cũng may rất nhiều bảo vật ở tầng thứ 5 vẫn chưa bị hắn đoạt được. Đám người Ung Hoàng không dám chậm trễ, lập tức mỗi người thu động một bộ cấm bảo, khiến cho cấm bảo hồi sinh vây giết Diệp Húc. Nhưng khiến cho bọn họ không ngờ được chính là Diệp Húc cư nhiên lại cảnh giác, quyết đoán đến vậy, bỏ qua các cấm bảo khác, trực tiếp xuống thẳng tầng thứ 6, phá hỏng tính toán của bọn họ. Thánh Ngung bảo khố ta có tất cả 7 tầng, tầng thứ 7 chính là tầng cuối, không còn bất kỳ đường đi nào nữa, hắn trốn không thoát được đâu. Ung Hoàng điềm như nói, sát khí đằng đằng hướng tầng 6 đi xuống. Chỉ thấy chỗ mà hắn đến, đủ loại cấm bảo trong tầng thứ 5 đều bắt đầu khôi phục, theo thân hình của hắn mà chuyển động, uy năng hơn 10 bộ cấm bảo hoàn toàn phát ra, uy lực đè sập thời không. Chỉ có Vô Hoàng mới có thể dễ dàng đem 10 bộ cấm bảo đồng thời hồi phục, phát huy ra uy năng khủng khiếp đến như vậy. Tên kia đã chạy trốn đến tầng thứ 6, hơn nữa còn có giao chỉ thiên thuyền, bộ dị bảo kia, e rằng bí cảnh này không ngăn nổi hắn ta đâu. Pháp Hoàng thần sắc lo lắng nhắc nhở nói, hắn trốn không thoát đâu. Ung Hoàng ánh mắt sắt khí bắn ra bốn phía, cười lạnh mà nói, tên này tham lam đến mức đáng sợ, nhất định sẽ không bỏ qua bảo vật ở mấy tầng khác. Nhưng hắn không biết rằng, chỉ cần hắn dám bước vào tầng thứ 7 thì sẽ chỉ có một con đường chết, bất kỳ ai cũng không cứu được. Không, tầng thứ 6 sẽ là chỗ chôn thây của hắn ta. Hai người Pháp Hoàng và Chiến Hoàng nhìn nhau, dập khuôn đuổi theo Ung Hoàng, thấp giọng nói, Thánh Thượng, dám hỏi tầng thứ 6 và tầng thứ 7 rốt cuộc cất giấu vật gì vậy? Hai người bọn họ mặc dù là hai đại vua hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều, thế nhưng cũng không có tư cách tiến vào Thánh Ung bảo khố, nên không biết được bên trong rốt cuộc là cất chứa những bảo vật gì. Trong tầng thứ 6 chính là nguyên liệu vô cùng quý hiếm do tổ tiên của Thánh Ung Hoàng Triều ta, Thánh Hoàng Khai Quốc tìm được từ thiên giới. Ung Hoàng bước lớn xông vào tầng 6, điềm nhiên mà nói, những nguyên liệu này 3.000 thế giới cơ bản là không có, chỉ có trên thiên giới mới có loại bảo vật này. Còn về tầng thứ 7, chính là thánh bảo do Thánh Hoàng Khai Quốc sử dụng. Hiện giờ chấm đã có thể cảm ứng được với bộ cấm bảo đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động. Đừng nói là tên tiểu tử kia, ngay cả là một vị vô hoàng cũng sẽ bị chấm nghiền thành bột mịn dễ như trở bàn tay mà thôi. Pháp Hoàng cùng Chiến Hoàng trong lòng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ sớm đã biết Thánh Ung Hoàng Triều cùng với thiên giới có nguồn gốc sâu xa, ở trên đó cũng có người phù hộ. Thế nhưng không hề nghĩ đến chỗ nguyên liệu mà Thánh Hoàng Khai Quốc Hoàng Triều thu thập trên thiên giới lại được cất vào trong tầng thứ 6 của bảo khố này. Trong 3.000 thế giới, nói đến nguyên liệu quý hiếm thì phải kể đến bảo vật cấp bậc ngũ hành kim khí. Còn trên thiên giới lại còn có vô số nguyên liệu thượng thừa, chất lượng, chất địa còn vượt xa cả ngũ hành kim khí. Ngũ hành kim khí có thể luyện chế cấm bảo, chỉ có loại nguyên liệu cao cấp này mới có thể chứa được loại pháp lực khổng lồ của vô hoàng mà không bị phá vỡ. Có điều, cho dù là ngũ hành kim khí cũng không thể dung nạp pháp lực của Thánh Hoàng, nếu không liền sẽ bị vỡ tan ngay. Chỉ có loại kỳ chân cao cấp được chọn lọc ra từ những ngũ hành kim khí mới có thể tích tụ pháp lực của Thánh Hoàng. Nếu như luyện thành thánh bảo thì cũng không đến nỗi làm hỏng thánh bảo. Còn tầng thứ 7 của Thánh Ung bảo khố thì lại càng khiến người ta phải giật mình. Bên trong cư nhiên có một bộ thánh bảo hoàn chỉnh. Uy năng của thánh bảo là vô cùng to lớn, có thể nói trăm bộ cấm bảo chưa chắc đã địch nổi một bộ thánh bảo. Nếu như vua hoàng thôi động thánh bảo thì việc giết một vua hoàng ngang cấp đều vô cùng dễ dàng. Đây chính là nguyên liệu chân quý của thiên giới hay sao? Ba vị vua hoàng xông vào bên trong bảo khố, chỉ nhìn thấy từng quả tinh cầu cực lớn đang lơ lửng bên trong bí cảnh của tòa bảo khố này. Những bảo vật này to lớn giống như tinh cầu, tản mắt ra đủ mọi màu sắc, rung động lòng người vậy. Nơi đây giống như một bầu trời đêm rực rỡ, ánh sáng tinh quang, sao hoa lộng lẫy, khiến người ta phải trầm trồ tán phục. Có điều, Chín Hoàng Pháp Hoàng lập tức chú ý đến, những nguyên liệu này hoàn toàn không hề to như những tinh cầu. Ngược lại, những nguyên liệu này vô cùng nhỏ bé, to lắm cũng chỉ đến vài thước. Chỉ là uy năng của những nguyên liệu này quả thực quá mạnh mẽ, khiến cho không gian bị bóp méo, đem khoảng không lớn như một tinh cầu vặn cong lại, bảo vệ bản thân,
lại tản phát ra đủ loại hào quang kỳ dị, làm cho khi bọn họ nhìn vào, thấy những nguyên liệu này có vẻ vô cùng là to lớn. Đây chính là kỳ chân thiên giới, nguyên liệu để luyện chế thánh bảo. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 158 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.